Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chúng ta cũng biết rằng tính tới thời điểm này thì đã có 17 triệu người Hoa Kỳ trên toàn quốc đã thất nghiệp. Và mặc dù rằng là những người này họ có thể xin được tiền thất nghiệp với 600 đô la mỗi một tuần cho trong vòng 4 tuần, trong vòng 4 tháng, cộng thêm cái tiền mà họ tùy theo cái số phần trăm thất nghiệp của họ dựa trên cái số mức lương là bao nhiêu. Nhưng mà tối đa thì mỗi tuần họ chỉ được 450 tính theo cái mức lương của tiền thất nghiệp mà thôi. Nhưng mà cộng thêm 600 mỗi một tháng. Giả dụ bây giờ một người thất nghiệp mà chúng ta thấy có 450 cộng 600 một tuần đó là có 1.000, thì một tháng là cũng là 4.000 đô, kính thưa quý khán giả. Nhưng mà được trong vòng 4 tháng. Sau 4 tháng thì không còn cái 600 đô đó nữa, nhưng mà còn lại cái còn 2 tháng kia tiền thất nghiệp mà thôi. Nghĩa là trong 6 tháng tương đối cũng ổn. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là liệu cái số tiền nó có đủ để chi tiêu trong gia đình hay không. Đó là một cái vấn đề, kính thưa quý khán giả, là bởi chúng ta còn có một số cái vấn đề khác. Tôi ý là trong vòng ngắn hạn đó, anh Trường Thắng, thì những người đi làm đó thì họ có thể họ đủ sống đó, tại vì thêm cái vấn đề 600 phụ cấp. Tùy theo cái EDD họ nhận được bao nhiêu tiền, tối đa là 450 hoặc là 410 đồng một tuần. Theo như từ bang Cali đó, một số từ bang khác thì tôi nghĩ là cũng cỡ đó. Cộng với 600 là anh Trường Thắng vừa tính vừa là khoảng 4.000 đó. Cái vấn đề là có thể 3-4 tháng nữa những người đi làm đó với những cái mức lương mà lao động đó thì họ vẫn được, vẫn sống được. Cái quan trọng là cái kinh tế Hoa Kỳ lúc nào nó trở lại được. Cái đó là cái điều quan trọng. Và nếu mà có trở lại được hay không đó, thì chúng ta phải nhớ lại là cái chuyện mà kinh tế có bình thường lại không là do cái sự sinh hoạt của con người. Và nếu mà sinh hoạt con người chỉ bình thường được khi nào chúng ta có được một cái thuốc ngừa. Đó là cái điều quan trọng nhất. Không có cái đó thì mọi việc nó không có đơn giản như chúng ta thấy. Chúng ta thấy những hình ảnh ở trên video cho thấy đó là những cái người mà hiện tại họ đang lái xe, kính thưa quý vị, để đến những cái khu vực mà ngân hàng thực phẩm họ phát phân phát. Đây là những hình ảnh tại tại vùng Los Angeles. Chúng ta thấy có những chiếc xe họ xếp hàng cả gần như là mấy dặm để mà đến để mà xin những được trợ cấp những thứ thực phẩm này. Không phải chỉ riêng California mà rất nhiều tiểu bang khác, chẳng hạn như Pennsylvania, New Jersey cũng có những cái trường hợp này xảy ra, kính thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người than phiền, sao đi xe xịn mà lại đi nhận đồ ăn miễn phí, kính thưa quý vị. Có thể họ đi xe xịn trước đây vài tháng nhưng bây giờ họ thất nghiệp thì sao? Đó cũng là một cái vấn đề đặt ra. Thì cái vấn đề đặt ra là khi nào thì mở cửa lại kinh tế như anh vừa trình bày. Dù có mở lại, Tổng thống Trump muốn mở lại vào đầu tháng 5, có nghĩa là họ muốn mở ra. Tổng thống Trump muốn mở ra theo từng giai đoạn một và từng khu vực một, có nghĩa là khu vực nào mà dịch bệnh nó ít thì mở ra. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, một số các tiểu bang thì họ có thể, Texas đang muốn mở sớm hơn và Georgia đã cho phép những cái tiệm nail, tức là tiệm làm móng tay đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số các bình luận cho thấy rằng là những chủ nhân của những cái tiệm nail ở tiểu bang Georgia bây giờ họ không dám ra làm. Tại thứ nhất, dù mở ra họ cũng giá, thứ nhất là họ không có cái chút chủng ngừa nè. Thứ hai đó là sau một tháng rưỡi đóng cửa rồi, một tháng đóng cửa rồi thì những người ta nè, móng tay nó ra rất là dài mà họ sẽ đổ xô tới họ làm. Mà anh biết là làm móng tay là anh phải gần người ta anh mới làm được. Thì đâm ra một số người họ rất là lo ngại, kính thưa quý vị. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.